Xin chào quý vị và các bạn. Đây là dòng sông Tô Lịch khá nổi tiếng của thủ đô Hà Nội. Tiếc là hiện tại thì nó nổi tiếng bởi vì cái màu nước đen kịt và nó khá là bốc mùi, rất là vào những cái mùa nắng nóng. Phải gọi nó là cái kênh thoát nước thải thì đúng hơn. Các bạn hãy nhìn cái lượng cư dân khổng lồ ở hai bên bờ sông thì sẽ thấy rằng sông Tô Lịch nó phải gánh cái lượng nước thải sinh hoạt đổ ra sông hàng ngày nó lớn đến cái mức nào. Chỉ cần nhìn thủ đô từ trên cao thế này thôi thì các bạn có thể hiểu là vì sao sông này có cái màu nước đen như thế. Sông Tô Lịch của hiện tại thì nó dài khoảng gần 14 km gì đấy. Nó bắt nguồn từ cái hiện tại nó từ cái cống Phan Đình Phùng của Ba Đình và nó chảy qua các cái quận như là Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Trì. Sau đó thì phần cuối của nó một nhánh đổ ra sông Nhuệ. Còn lại thì phần lớn nó đổ về cái nhà máy xử lý nước thải ở Yên Sở, công viên Yên Sở. Dòng sông Tô Lịch xưa thì theo các cụ nó là cái tuyến giao thông đường thủy quan trọng từ hướng Đông Nam vào Hoàng Thành Thăng Long. Sông ở đó nó dài khoảng 30 km cơ, nó rộng khoảng vài chục mét. Thuyền bè rất là tấp nập. Nhưng mà theo thời gian thì cái dòng sông nó cứ ngắn và nó hẹp dần. Và hiện tại thì nó thành cái con kênh đen đen như hiện tại. Sông Tô Lịch xưa thì nó nối thông với Hồ Tây. Các bạn có thể nhìn thấy Hồ Tây ở phía xa xa kìa. Nhưng hiện tại thì cái đoạn nối thông ấy thì nó đã bị lấp dần hoặc nó bị cống hóa rồi. Cho nên là hầu như nó không còn nước của Hồ Tây chảy vào cái sông Tô Lịch này nữa. Có thể nói ai cũng hiểu là cái dòng sông nó chuyển màu đen là do cái nước thải nó xả trực tiếp ra sông. Thế nhưng nhiều năm nay thì Hà Nội vẫn loay hoay tìm cái phương án xử lý. Có rất nhiều ý kiến đã được đưa ra thì hiện tại các bạn thấy trên sông nó vẫn còn những cái bè trồng các cái cây thủy sinh để nhằm lọc cái phần nào cái dòng nước và nhìn cho nó đỡ kinh, nhưng mà thực ra là nó không hiệu quả thế nào cả. Mới đây thì Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thì đã cho triển khai xử lý cái thí điểm làm sạch khoảng 300 mét sông Tô Lịch bằng cái công nghệ nano bioreactor của Nhật Bản. Và thực ra bước đầu nó đã giảm được cái mùi hôi sau khoảng 3 ngày. Tuy nhiên thì màu nước của sông nó vẫn đen kịt. Các bạn có thể thấy là các cái cống xả thải hai bên bờ sông thì nó vẫn tiếp tục nó xả thải trực tiếp ra sông, thì không biết nó xử lý kiểu gì đến bao giờ thì nó mới kịp được. Dòng sông Tô Lịch thì với người Hà Nội nó chứa đựng rất là nhiều những cái câu chuyện huyền bí. Nếu ai mà sống ở Hà Nội cách đây khoảng từ mười mấy năm gì đó thì sẽ nhớ cái dự án cải tạo nạo vét sông Tô Lịch và xây kè ở hai bên. Nó vào khoảng tầm những năm 2000 đấy các bạn ạ. Và cái thời điểm đó thì có rất nhiều những cái câu chuyện về, phải nói là nó rất là tâm linh. Ví dụ như chuyện về thánh vật ở sông Tô Lịch, hoặc là cái trận địa cọc chấn điểm cho gọi là chấn điểm thành Đại La, vân vân và vân vân. Thực ra những cái câu chuyện đó thì nó sẽ gây tò mò và thu hút với bất cứ ai mà muốn tìm hiểu. Nó là những cái sự kiện có thật nhưng mà nó được thêu dệt ra thôi. Và hiện tại nó vẫn còn gây rất là nhiều những cái tranh cãi. Tôi có sống ở gần con sông Tô Lịch từ những năm 2000. Và chỉ duy nhất một lần là vào cái đợt lũ lịch sử của Hà Nội năm 2008. Cái đợt lũ đấy thì nó nhấn chìm nhiều cái khu đô thị ở trong nội thành. Tôi còn nhớ tôi đi ở Định Công mà nước ngập ngang xe máy. Tôi để số 1 và cứ thế chạy về đến tận nhà. Cái đợt lũ đó thì nước sông Tô Lịch nó đang từ đen nó đổi sang đục ngầu, màu đất ấy, màu đất phù sa. Và nó đục khoảng vài ngày như thế. Sau đó thì nước nó chuyển sang khá là trong xanh. Nhưng cái khoảng thời gian nước sông Tô Lịch nó đẹp như thế, nó chỉ một thời gian ngắn thôi rồi nó lại trở lại cái màu nước đen kịt.
Tôi nhớ là cái thời điểm mà trận lũ lịch sử thì dân bắt cá ăn không xuể. Nói chung nghe nó như cái câu chuyện cổ tích ấy, nhưng mà đúng là nó chỉ xảy ra một lần trong đời thôi. Đó cũng là cái lý do mà tôi tin rằng là nếu mà chúng ta đẩy nước sạch vào thau rửa cái dòng sông Tô Lịch và kết hợp với nạo vét, đồng thời nó còn tách các cái đường nước thải ở hai bên bờ sông, thì chắc chắn sẽ cải thiện được cái dòng sông Tô Lịch. Tôi cũng đồng ý với cái phương án bơm nước từ sông Hồng hoặc là Hồ Tây vào để thao rửa dòng sông và tạo cái dòng chảy liên tục. Các bạn có thể thấy là sông Tô Lịch bây giờ nó không gần như nó không chảy, hoặc là nó chảy rất là chậm, mắt thường chả nhìn thấy được. Một con sông không có dòng chảy hoặc nó chảy chậm thì đương nhiên là nó sẽ thành, nó giống một cái ao tù, nó sẽ bốc mùi. Còn không thì có thể tính đến cái phương án cống hóa sông Tô Lịch, chấp nhận biến cái con sông thành một cái cống dẫn nước thải khổng lồ. Còn trên mặt cống thì chúng ta sẽ tận dụng thành đường giao thông hoặc là dành cho những cái mục đích công cộng. Nói chung cái sự phát triển của đô thị nào thì cũng cần phải đánh đổi một cái thứ gì đó. Nhưng mà có lẽ là Hà Nội vẫn phải tính toán nhiều thứ. Nó cũng một phần do cái yếu tố tâm linh, tôi nghĩ thế. Cái yếu tố tâm linh rồi cái yếu tố lịch sử. Một con sông khá là nổi tiếng từ cái thời nghìn năm Bắc thuộc. Nhưng mà nếu mà cứ để tồn tại giữa thủ đô một cái con sông đen kịt bốc mùi như thế này thì đương nhiên là cư dân ở hai bên bờ sông sẽ rất là khổ sở. Và cả khách du lịch cũng thế, họ cũng sẽ e ngại. Và nó để lại một cái hình ảnh xấu. Khi người ta đến, đập vào mắt người ta là một cái con sông đen và nó mùi rất khó chịu. Hiện tại thì dọc đường láng thì các bạn có thể thấy là đã được bố trí cái đường đi bộ và cái đường xe đạp riêng. Tuy nhiên là nếu phải vừa đi vừa ngửi cái mùi sông Tô Lịch như thế này thì có lẽ là tôi chọn ở nhà cho nó dễ chịu các bạn, hoặc là chọn một cái điểm khác tập thể dục. Mới đây thì cũng có một cái doanh nghiệp đã đề xuất là muốn cải tạo sông Tô Lịch trở thành một cái con sông mà nó xanh sạch giống như sông Thêm, và sẽ gọi nó là giống như kiểu sông Thêm của Việt Nam đấy. Và họ dự định là sau khi họ cải tạo thì họ sẽ khai thác cái dòng chảy của sông Tô Lịch, ví dụ như làm cái thành theo cái kiểu du lịch chẳng hạn đấy các bạn ấy. Giống kiểu sông Hàn đấy, có du thuyền đi lại như thế. Cái đề xuất này thì đa phần được người dân hưởng ứng và nhiều ngành chức năng hưởng ứng về chủ trương. Tuy nhiên là thành phố Hà Nội thì vẫn đang tính để xem xét nhiều khía cạnh. Vì là nếu Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đứng ra làm thì phải nói là cái chi phí để cải tạo này nó cực cao, nó không phải là số tiền nhỏ. Theo đúng bài bản thì nó phải bỏ ra một số tiền rất là lớn. Còn nếu giao cho tư nhân thì vẫn phải thanh toán cho họ theo cái hình thức, ví dụ như là BT hoặc là BOT gì đấy. Nhưng mà nếu mà giao tư nhân thì phải chắc chắn là họ làm được thì mới cho triển khai. Vì chúng ta có rất nhiều những cái bài học mà cải tạo nạo vét mà nó kéo dài, nó hàng bao nhiêu năm chưa xong. Trước mắt thì người dân ở hai bên bờ sông thì chắc là vẫn phải đành sống chung với cái sông Tô Lịch nhỉ, cộng với cái mùi hương của nó. Còn cái việc xả thải hay là vớt rác bừa bãi ra sông thì cũng cần được tuyên truyền cho người dân hai bên, để người dân có cái nhận thức nó tốt hơn về cái môi trường và bảo vệ môi trường đã. Còn ý kiến của các bạn thì sao? Hãy comment và góp ý ngay ở dưới video nhé. Xin cảm ơn và sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở cái video sau.